sẽ làm nước tráng tôm dẻo kết hợp với topping của bánh tráng phở sương nhà gấu háu. Ăn mấy bánh tráng phở sương này á, các bạn mà xé là sẽ bỏ vào bịch liền nha các bạn. Và ở nếu mà ăn bánh tráng hồng dương chúng ta sẽ bảo quản ở ngăn đông có tủ lạnh nha. Khi nào các bạn ăn các bạn chỉ cần rã đông lên một xíu thôi, bánh tráng sẽ mềm lại bình thường. Đặc biệt là bánh tráng mà lỡ như nó bị cứng á, thì các bạn cứ chuột vào ngăn đông có tủ lạnh một hai hôm lấy ra rã đông ăn là bánh tráng vẫn mềm lại bình thường nha. Hay chưa? To quá. Xé làm hai nha các bạn, làm xem bánh tráng thử nha, bánh tráng không thử xem. Dẻo mềm dai dai thơm 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 không ngọt lắm, đúng rồi, có vị là lỡ rồi. Bánh tráng tôm dẻo nó có gia vị sẵn rồi các bạn, nên là mình sẽ để topping ít hơn bánh tráng vào sườn một xíu nha. Bạn nào thích ăn mặn đậm đà thì có thể bỏ nhiều, Hàng thì ăn lạc nên Hàng bỏ ít hơn. Cái này nó hơi nặng và hơi cay nha, cay chứ phải hơi cay nữa. Ít thôi. Cái cục khô bò này bạn, to ơi là to luôn. Khô bò giòn. Thơm. Hàng quên cho sót tắt, Hàng chế thiếu thiếu. Các bạn nào mà lỡ quên á, mình phải chế ra chén mình chấm mà lại sẽ chút trực tiếp đây luôn. Vậy cắn lại nha. Chỉ cần một chút sốt tắt thôi, hương vị bánh tráng nó sẽ khác rồi nha bạn ơi. Nó thơm. Nó thơm và nó rất là đầy đủ, rất là hoàn mỹ. Yeah, bánh tráng phở sương và bánh tráng tôm dẻo của nhà gấu háu rất là thơm ngon. Rất là nhiều combo nhỏ lẻ ở trong giỏ hàng đó, các bạn vào để mua hàng chính hãng nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye.